Đây là vườn chim. Vườn này mà đi nhỉ? Các loại chim. Ôi lắm vẹt đấy, đây nhiều vẹt. Các con vẹt luôn. Cái này ngon. Tức là nguyên nhân đáng sợ của bộ đồng thai đổi theo từng thùng tí. Cái con nhỏ nằm ở trên của bạn là màu vàng ạ. Và cái tên đổi trên lần được đổi thành màu nâu chậm chờ đến màu đen. Con cái vẫn giữ nguyên màu sắc cho mình nhé. Tốc độ chạy của bạn này là 80 km/h. Tại đây bạn là động vật ăn cỏ nên nhiều loài có thể sống chung và ăn cùng với nhau. Đấy, nó ăn chung ở đây, mấy con này ăn một chỗ này. Ăn chung nhau. Con này ăn được. Con hươu do có khả năng bay chậm chạp đẹp, bơi lội giỏi, nhảy cao. Con này nhảy cao lên đến 1,7m khi bị tấn công ạ. Bây giờ chúng ta đến với cánh cổng hai lớp đầu tiên. Cánh cổng này vô cùng kiên cố nha. Con bé bạn nào đang di chuyển ở phía sau nè. Hổ. Con hổ ạ? Chúng ta sẽ đến với hổ về nhà. Hổ hổ. Hai lớp rồi. Đây con hổ ạ? Chúng ta đợi cho đến cổng ở phía sau xe đóng lại hoàn toàn. Cánh cổng ở phía trước thì nó bỏ ra. Còn cánh cổng người điều khiển của anh nhân viên nhé. Đây rồi, anh hay cũng là nhân viên Newport cho các bạn mình gọi được thì mình. Anh đang ở bên tay trái nè, bên tròn bên trái. Xe con hổ nha. Hai con hổ đang nằm bên tay trái của chúng ta. Hổ Bengal có nguồn gốc từ Nepal, Ấn Độ và Bangladesh. Bằng là lời hổ lớn thứ hai trong 6 loài hổ trên thế giới, chỉ sau hổ Siberia. Các bạn là lời sống tương lẹ và đọc tính nặng náo của bạn rốt đổi nha. Bạn thì chỉ nắng nóng vô cùng kém nha. Khi chơi nắng nóng, các bạn thì ngóng trăng hoặc không mạnh nhớ dùng nước làm mát cho cơ thể và nhìn phía bên tay phải giúp em, phía bờ bên kia. Có một bạn đang nhìn kẻ nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có khi tao sao thôi thì đó là tao tao trái một bạn nữa đang ra bên mày nè. Quay à? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bây giờ đây bạn này này, đấy, to thế. Có con bò luôn. Cô đang nói cái thôi cho mình từ 5 tới 10 kg thịt tươi mỗi ngày. Ăn gớm nè. Và chia tay với hổ. Tiếp theo là người bạn rút cái đàn bọc ông. Con. Đấu người ở châu Á. Bạn ấy đang di chuyển gần với hàng rào bên tay trái. Bạn này bắt con. Con. Cậu mini hả? Tuổi tin. Oh yeah. Hello anh em gờ nha. Đẹp thế. Biệt thự của bạn ấy. Thì bạn là biệt thự ngàn sao nhé. Mong còn là biệt thự 5 sao nữa đâu. Ngàn sao à? Nghe cái bàn đấu này được chân cơm trắng, thịt luộc, sơ củ, được cái miệng bằng trái cây ạ. Hôm tuần bà hãy cùng được sang ba lòng một ông. Một ông được vết lên bàn đá có kỳ để cái bàn đấu này có thể đánh người và tuyệt đỉnh. Đây là cách để duy trì tập tính của bạn ấy. Dạ anh nhân viên bên ngồi phía trước bên tay phải đó chị. Ôi bạn chảy như ngựa kìa. Cấu hóa như ngựa rồi. Rất nhiều cổng nhỉ. Chúng ta tới đó, chúng ta sẽ ghép lại khu vực châu Á để đến với ngôi nhà trầu quy. Úi trời ơi, trầu quy. Ngôi nhà của vua làm đỏ Sa Văn. Ngôi nhà dân tộc sư tử châu quy. Thổ dân châu quy. Đây là chiếc sức mạnh của mình. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Các bạn đang nằm ngủ cả nha con em. Rồi các bạn chưa được hạnh phúc ạ. Rồi các bạn là sư tử đực. Đã hỗ trợ mình tặng 5 đồ vợ. Và đang ngủ cạnh các con bò của mình nhé. Không biết con bò còn lại là cô cá hay là cô cá nhỉ? Chúa Sơn Lâm nè, Chúa Sơn Lâm. Chúa Sơn Lâm đang ngủ chưa? Rồi các cô đang làm. Rồi các cô kìa. Rồi xinh gái phết. Ôi giời ơi, các chị em nằm hết đây rồi. Nằm phơi hết lên đây rồi. Đây là chị con từ ngày hôm nay 5 tuổi. 8 chị em nằm đây rồi. Để ra nè. Các bạn sẽ từ các mẹ này cho ra đời một bé bé các con vào ngày 30 tháng 3 năm 2020. Đấy, hà điểu của đây không như này. Hà điểu này. Có vẻ như bé này nằm ở phía sau của mẹ bạn nên chúng ta không thấy được ạ. Đấy, ngửa mặt, ngửa mặt. Chào văn, đà điểu và linh dương đồng quý. Rồi, linh dương đồng quý.
Trường này đó là con ăn rồi. Ôi giời ơi, đã hiểu. Sơ sang này. Cái cần cái này bên đi. Ba là cái đóng đường mà. Nên bên tay trái cho em nhá. Đấy, tên ra cái này. Tại vì rất biết là mẹ cái bạn đi học qua tấm đường mỗi ngày. Nếu là bằng cho mà bác sĩ gia liễu kiêm đốc vừa nhận tên trường thì là các bạn đồng bằng ở trong trường này. Đang hai con này đi với nhau. Ai con kia đi theo con cá. Phải nó ăn con gì con trùng nhìn cái tên ăn. Bây giờ các bạn thấy khu vực này rất là rộng lớn, là ngôi nhà chung của Ngựa Vằn, Tê Giác, Đà Điểu và Liên Dương. Ở trong tự nhiên thì các bạn này sống trong môi trường rộng lớn, Safari là môi trường sống rộng lớn như các bạn có thể thích nghi và phát triển nhé. Và chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem trong vực tiếp theo trong ngôi nhà rộng lớn hay là bằng nào ạ. Tê Giác này. À. Công ty và tên chắc chắn cần đại khỏe hai số cũng có ảnh hưởng nhé. Tôi thấy chúng ta đang quan sát không phải là đề tác của Việt Nam đâu. Bởi vì Việt Nam đã không cần đề tác từ năm 2010 rồi ạ. Bạn cũng thường tự chiến đấu và bắt đồng sát cho tên quốc và nào phát triển của ngành sản phẩm từng trái phép. Đấy, như là cổ nhỉ? Đấy, như là cổ nhỉ? Linh Dương đang ở bên bên phải ạ. Và có phòng trắng sơ mông là Linh Dương trước. Còn hai bạn Đà Điểu lên. Để đưa với nhau đây. Tao phải dùng sáng sớm hả? Các bạn yêu cao cô. Cao cô. Nghe to ca đẹp dài thế nhở? Đây rồi đấy. Bây giờ đẹp đấy. Rồi bên tay phải cũng có lúc ấy đang đứng cạnh Ngựa Vằn. Đây là con quý hiếm đã tuyệt chủng ở trong tự nhiên rồi ạ. Chỉ còn trong môi trường bảo tồn. Con công rất là đáng yêu nha. Ok, chúng ta đang lên xuống dấu với du khách ổn định vị trí sơ đèn ạ. Sẽ cho đi bộ tường và chút trong mùa lèn vào với hơn 3.000 cá thể. Ngoài sức mạnh chăm sóc bảo tàng động vật, Safari còn bảo tàng lên đến 1.200 loài động vật. Bởi vì Safari được xây dựng trên rừng của người khác ạ. Chúng ta xin một phép mới về hành trình đọc phá các bài đồng bộ hôm nay. Đà Trực Dài Tô Phi ạ. Chúng ta là tên lớn, mình trước ở bên trong là bối tiết tội với những vật bảo liệt đi. Để sức và vui sơn hôm nay. Chó mặt xanh. Dạ đúng rồi. Đây đấy chú Châu Phi đó. Lắp bắt cháy rất dặn đấy
đúng là buồn vì lúc sự ngồi đâu ra chị ơi buồn. Lấy xe ta là vui lên trưởng nhỏ, các bạn đã trưởng thành rồi, không nặng quá nửa ký đô rồi, 300-400 gram thôi, đã trưởng thành cả rồi. À, bé 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 này, con nhỏ nhỏ. Vui trưởng nhỏ. Bé theo theo. Trước bên tay phải chúng ta là cái bàn tiễn mặt đỏ à. Đây à, gia đình có bàn tiễn mặt đỏ. Mặt đỏ luôn, bạn nãy mặt xanh nha, mặt đỏ. Hai rồi. Nó thích hơn được rồi, đúng rồi, nó phải hơn được rồi. Lấy giò vô giùm anh cái ơi. Bé, mình đã. Nó là con trai nha, tí nổi cho 4 gái nha. Đủ là con trai hả? Lấy em 4 gái. Bắt 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 bắ